Xin chào các em, chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn âm nhạc lớp 1, bộ sách cùng học để phát triển năng lực. Và để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Ba ngọn nến lung linh. Em thân mến, và để chuẩn bị tốt cho tiết học ngày nay, chúng ta cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Các em chuẩn bị thanh phách, chấm nhỏ, và tất nhiên rồi chúng ta sẽ chuẩn bị tập bài hát lớp 1. Chúng ta cùng đến với tiết học số 26, tổ chức các hoạt động âm nhạc theo chủ đề số 6. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là luyện hình tiết tấu. Và với hình tiết tấu số 1 thì chúng ta sẽ dùng thanh phách của mình gõ theo tiết tấu. Sau đây, thầy mời các em cùng đến với hình tiết tấu số 2. Các em sẽ nghe thầy thực hiện nào. Sau đây, thầy mời các em cùng thực hiện nào. Chúng ta cùng đến với hình tiết tấu số 3 nhé. Thầy mời các em cùng thực hiện nào. Với ba hình tiết tấu vừa rồi, thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện rất là tốt. Và sau đây, thầy mời các em cùng kết hợp hình tiết tấu số 1 và hình tiết tấu số 2. Thầy chia nhóm 1 thì chúng ta dùng trống nhỏ để gõ theo hình tiết tấu số 1. Và nhóm 2 thì các bạn sẽ dùng thanh phách để gõ theo hình tiết tấu số 2. Sau đây, thầy mời các em cùng thực hiện nào. Sau đây, chúng ta cùng kết hợp hình tiết tấu số 1 và hình tiết tấu số 3. Nhóm 1, các bạn sẽ dùng trống nhỏ gõ theo hình tiết tấu số 1. Và nhóm 2, các bạn sẽ dùng thanh phách để gõ theo hình tiết tấu số 3. Sau đây, thầy mời các em thực hiện nào. 2, 1. Vừa rồi,
chúng ta đã sẽ có sự kết hợp của hình tiết tấu số 1 và hình tiết tấu số 3 và hình tiết tấu số 2. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay, đó là các bạn sẽ luyện đọc lại các nốt nhạc. Sau đây, chúng ta cùng quan sát lên màn hình, chúng ta cùng đọc lại các nốt nhạc Do, Re, Mi, Son theo ký hiệu bàn tay. Các em sẽ nghe và quan sát lên màn hình. Và các em cùng thực hiện lại nào. 2, 1. Sau đây, thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình. Chúng ta cùng luyện đọc các nốt nhạc kết hợp với hình tiết tấu số 1. Các em cùng thực hiện nào. 2, 1. Tiếp theo, chúng ta cùng luyện các nốt nhạc kết hợp với hình tiết tấu số 2 nhé. Các em cùng quan sát lên màn hình nào. Sau đây, thầy mời các em cùng thực hiện nhé. 2, 1. Sau đây, chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo của bài, đó là nghe bài hát Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Và khi nghe hát thì chúng ta cùng vận động theo nhịp điệu của bài hát này nhé. Các em thân mến, nội dung của bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện rất tốt các nội dung trong bài học ngày hôm nay. Và các em ở nhà sẽ chăm chỉ luyện tập các nội dung trong chủ đề số 6 Gia đình yêu thương và biểu diễn các bài hát cho các thành viên trong gia đình cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay. Xin chào tạm biệt các em.